và Sam. Xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình sàn đấu ca từ mùa 3. Sam, ở nhà có hay hát karaoke hay không? Vâng, như anh cũng đã biết và cũng như là mọi người ở đây đều biết, ca hát chính là sở trường của em. Hát một câu nghe chơi nào. Vô, 2, 3. Sam, thời lượng chương trình có hạn sao? Từ anh. Vô. Dạ thưa quý vị, chương trình sân khấu ca từ là... Chưa hát mà, cho hát đi. Em lấy hơi lâu quá. Không phải, tại vì cái này là sân khấu debut của em á. Sự rất là quan trọng. Ok, ok, vậy lại giữ cho. Rồi, ok, ok. Minh họa cho em nha. Ok, ok. Em mùa du tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Ủa, sao vậy anh ơi? Ủa, mọi người ơi, mọi người sao vậy? Mọi người không theo được nhịp của em sao? Chưa thấy. Sao nhạc, vậy? Cái bài hát mùa du tỏ tình là người ta hát nhạc hay lắm. Mà mấy anh ban nhạc theo em đó, mấy anh đánh nhạc xình xình sụp. Thôi bây giờ quay trở lại với chương trình chính. Chương trình sàn đấu ca từ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Dĩ nhiên, để làm thành công chương trình ngày hôm nay, chúng tôi phải giới thiệu những thành viên cộm cán nhất của mình, những thành viên làm nên màu sắc riêng của chương trình. Ai vậy anh? Đầu tiên là năm chàng trai đến từ ban nhạc Nguyễn Tuân. Kèm theo đó là hai danh ca đã trường tồn qua ba mùa. Họ không hề có một sự thay đổi gì, mà còn trẻ hơn, hát hay hơn. Chúng ta cùng nhau chào đón hai danh ca của chương trình. Đó chính là Kim Ngân và Minh Trí. Nào, bây giờ hãy cùng nhau chào đón với lại những thành viên còn lại, những thành viên ngày hôm nay. Đầu tiên là sẽ là hai đội trưởng. Sẽ là ai đây? Họ là những nghệ sĩ đa năng. Đa năng. Hãy chào đón hai đội trưởng của ngày hôm nay. Rằng mình mơ
pháo hồng nhuộm tiến đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về mở dòng vòng tay đón anh nhưng nào thấy. Dầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Bài hát mà gọi là nó tinh tế từng câu chữ qua giọng ca mà em bất ngờ với anh Đức. Tại vì em đã nghe một bài hát của anh Đức trước đó rồi. Tin anh đi, tin anh đi, tin đi mà. Anh thích những cái người con gái mà thuộc bài hát của anh lắm. Cảm ơn em. Dạ em thuộc có câu hả anh? Anh chỉ cần thuộc câu đó thôi đủ rồi. Dạ mình giới thiệu lại cho khán giả biết là mình hiện tại đang công tác ở đâu vậy? Trời ơi. Trời 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 sao giống đi họp quá vậy? À, Lê Giang xin kính chào mọi người. À, đây cũng là lần đầu tiên Lê Giang tham gia chương trình. Mà nghe nói là lần trước thì anh Đức là ôm trọn số tiền phải không cưng? Dạ, đúng hay rồi. Lắm hả? Hay lắm. Xác. Nhưng mà nãy ở trong thì anh Đức có hứa với Lê Giang rồi. À, cái lần thi này thì anh Đức sẽ nhường cho Lê Giang, rồi Lê Giang sẽ gả Lê Lộc cho anh Đức. Wow. Chị ơi, chị tin ổng hả? Hồi nãy ở trong hậu trường ổng cũng nói với em là em tiết lộ đáp án cho anh đi, xong rồi sau này em với anh sẽ đến với nhau. Trời ơi. Trời, em vậy luôn hả? Ổng gả nhiều đâu. Sao vậy Đức, con mất dạ vậy? Thiệt á, nãy giờ không có nói gì hết, nó bị gán ghép không à. Cái chuyện mà nói là gả Lê Lộc cho anh Đức á là
Mẹ Lê Giang cứ ép không mà chứ Đức không có muốn, không có đòi cái điều đó. Con đừng có nói vậy nha Sam. Em đừng nha, em á là dù gì cũng đẹp ha. Rồi em đừng có nghe lời dụ dỗ vậy. Dù gì để cho Lê Lập đi, Lê Lập để cho nó hư đi, em đừng có hư. Chị vậy? Sao dạy con mà muốn con mình hư? Bên người dân mà giết hại con chị. Sao nghe phân tích của chị Giang thấy sai đúng không? Sai lắm, sai. Còn cái chuyện mà của Sam nói là cho biết đáp án đi, sau này mình đến với nhau, có phải là một cái lời gợi ý của em không? Sam, dạ. Ủa sao bây giờ cái gu của em lạ vậy? Mặt dài thòn rồi chị. Mặt như cái cây thước vậy á. Là hồi nãy có mượn cái app trong điện thoại của nghệ sĩ Lê Giang, xong cái mặt đâu dài chừng 1m á. Cái mặt không mà lên hình 1m. Trời anh ơi, bóp mà kéo lại vậy nè. Anh chụp hình bằng app của chị Lê Giang thì được, nhưng mà đừng có chụp hình bằng app của anh Huy nha. Sao vậy? Trời, anh phải coi những cái tấm hình ở trên Facebook của ổng. Ảo, ảo mà giống như là kiểu mấy đứa tuổi teen á. Ai? Không nhận ra luôn á hả? Oh no. Anh nói anh kìa, anh trống. Nhưng mà trời ơi, đứng kế Huy nha, chị không thấy một cái miếng mụn nào và một nếp nhăn nào luôn á. Trời ơi, em đánh phấn gì dữ vậy Huy? Nói cái gì? Bài hát nhạc trẻ nào chị nghe gần đây nhất ạ? Bài hát nhạc trẻ hả? Tin ơi tin ơi tin, hãy tin em đi. Dễ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mẹ, fan hâm mộ của con. Chị Giang, chị có biết bài Mượn Rượu Tỏ Tình đang rất là hot ở thời điểm này hay không? Mượn Rượu Tỏ Tình càng sao Huy? Dạ. Nè, Sam hát một câu đi. Dạ, em sẽ làm mẫu cho chị, rồi, em sẽ làm mẫu cho chị. Vô. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Nói đến cái chuyện kia ở trong hậu trường rồi bây giờ ra hát bài mượn rượu tỏ tình. À, mượn rượu tỏ tình, ý là nó mượn rượu để tỏ tình Đức đó. Đâu chị, hồi nãy lúc mà em hát đang hát á, em yêu anh đấy thì em lỡ quay qua đây cái em thì sao nào, em quay qua liền. Em sợ chị đó, thấy chưa? Nè, đừng có mà bày đặt mình nói người ta cua nha, nhìn lại đi. Tự trọng. Những người con gái nói như vậy đều say con hết. Say đắm luôn á. Trời ơi. Thôi quay trở lại với không khí của chương trình đi, mình qua bên cái không gian khác rồi. Và bây giờ xin mời hai đội trưởng hãy về vị trí hai chiếc chuông quyền lực của chúng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi đầu tiên của ngày hôm nay. Wow. Em muốn nói em yêu anh. Dễ thế. Khi em còn trong hơi thở. Ta bắn mình bắn luôn. Vậy lại gần hôn em đi. Khi con tim không còn trên đầu. Hay. Vì hay quá. Em hay hay. Em nói em sẽ tiếng đàn. Vậy lại gần hôn. Lại gần hôn nay, anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn nay, hay anh để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ
tấm rồi. Vậy là sao? Hồi nãy con nói không, con nhường nè. Nhưng mà cái này con không nhường được. Bây giờ em nói xin hôn lại cho em hôn đó. Ủa là bài này bài hát hay là cái lời em muốn nói nữa vậy? Dạ bài hát thôi. À bài hát. Kỳ quá à. Nói rồi nói đi ghê thiệt á. Kỳ quá thôi. Bấm rồi nha, bấm rồi nha. Em là ca sĩ hả em? Dạ em xin tự giới thiệu, em là San ạ. Và hiện tại thì em đang là một phụ tá nha khoa. Ủa trời ơi, sao liên quan gì ta? Chúc cho chị số điện thoại để chị định thỉnh thoảng chị cũng phám phụ khoa. Cái gì? Phám phụ khoa. Bấm cái gì? Nha khoa. Ta là phụ khám nha khoa. Trời ơi. Trời ơi trời. Chị Giang ơi. Trời ơi, chị bị sao vậy? Trời. Sao chị ra nó phụ khoa vậy ta? Trời ơi. Bây giờ mình nói về vấn đề ca hát nè. Hồi nãy cô có nói là con nhường mẹ chọn, nhưng mà không, bạn này ra cái giọng hát của bạn này và cái bài hát nó thu hút con quá. Một giọng hát quá hay đúng không quá anh? Hay. Thật sự giọng hát rất là tương đồng với lại em luôn. Giọng hát rất là tương đồng với lại em luôn. Em cũng cảm giác vậy. Tự trọng, tự trọng. Được rồi, được rồi. Anh giữ thể diện cho em mà. Gia đình bảo vệ em lắm. Em bộ giờ trưa em có ăn cơm không? Dạ có. Ừ em phải ăn chứ, trời em ốm lắm. Nhưng chắc em còn trẻ hả? Đúng rồi, năm nay em 21 tuổi. Ờ thôi ốm đi. Đừng để mập giống chị là được rồi. Em hồi nãy em bước từ trong đó ra, chị thấy em dễ thương lắm. Biết không? Nụ cười của em tươi. Em rất là dễ thương. Em giống như là con chị vậy đó. Mới gạo bán hồi nãy á chị. Nhưng mà chị thích em lắm. Mà chị không có ngờ là em có cái giọng ca dễ thương mà hay vậy mà em đi làm nha khoa. Nhưng mà biết đâu sau này em nổi tiếng sao? Đúng không? Biết đâu qua chương trình này. Đúng rồi. Chính xác. Em dễ thương, em hát hay. Nãy giờ khỏi nói nữa. Và anh rất muốn là chiêu mộ em về đội của anh. Biết sao nãy giờ em nhìn anh em cười rất là tươi và anh cũng rất là mến cái nụ cười đó. Nếu như mà về đội của anh thì mình sẽ là một đội rất là mạnh đó em à. Chị là chị thích em thì em cứ thoải mái, nhưng mà đừng chọn Đức thôi. Không mà thoải mái mà sao cái mặt ác quá vậy? Kêu em không, tại cái mặt gì tư cái nghĩa là người ta nói tâm thà khẩu Phật. Cái gì? Tâm xà đó. Người ta nói khẩu Phật tâm xà, phải không? Đó, nhưng mà cái tâm chị tốt lắm em. Em nhìn dữ vậy chứ. Chị hiền lắm. Em yên tâm đi. Em dễ chị nha. Và theo luật chơi chúng tôi, bây giờ bạn được quyền lựa chọn đội trưởng. Bạn được quyền thử thách họ. Ai vượt qua được thử thách của bạn, bạn về đội người đó. Dạ, chắc em cũng không cần thử thách đâu. Bởi vì lúc đầu bước ra em đã bị ấn tượng bởi một người rồi. Wow. Thực ra không phải là ấn tượng bởi người đó mà em rất là mê. Thích cái áo của anh Đức nên em sẽ chọn về đội đó anh. Cảm ơn em, mời em về đội của anh. Trời ơi. Phát chương trình cho chị vô thay áo. Tại cái áo này người ta không thích. Nếu mà người thứ hai nói thích cái áo nữa chị nghĩ về. Mới người đầu tiên thôi mà chị Giang, còn ba người nữa. Đúng vậy, còn nữa. Và biết đâu những thí sinh sau cũng sẽ mạnh không kém. Đúng, chị hoặc tin là em. Yếu hơn thí sinh này. Vậy ta gọi nó. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của người chơi thứ hai. Trời ơi. Trời ơi. Oppa. Kiềm chế lại. Anh nhỏ xíu. Anh nhỏ xíu. Đó, anh nhỏ xíu kìa. Cái này gu tôi bà nội ơi. Oppa. 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 Cái gì? Gì? Không vậy? Sao, không sao, không sao, không sao. Đừng làm bạn sợ, bạn bỏ về đi. Ôi vậy hả? Ok, em ơi, mình hát đi. Ủa? Oppa. Nãy tưởng hát nhà Hàn Quốc luôn á. Tưởng hát Hàn Quốc.
còn mùa xuân không em, rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió thu hút, cho nên là mẹ bấm. Thôi con bỏ đi nha. Thì con nhường mẹ bấm. Sao chuông không lên vậy, cứ xanh. Đó, lên rồi, vậy là lên phải rồi. Cho sáng ở dưới này tôi mới chịu. Chị Gia khó, chị Gia. Rồi bạn hãy giới thiệu về mình ạ. Em là Duy Long ạ. Và em đang là sinh viên. Sinh viên ngành luật. Sinh viên luật. Ngành luật đó hả? Sự là hồi nãy anh cũng muốn bấm chuông để chọn em lắm á. Bởi vì em hát hay, nhưng mà anh dành nhiều quá thì anh không biết lát nữa Duy Lê Giang có giận anh không, cho nên vậy là... thôi đổi đi. Tại vì rõ ràng hồi nãy bạn nó cũng nói rồi, bạn nó chọn con rồi. Trách ai bây giờ, trách cái áo anh đứt bận thôi. Thích cái áo trách... em ơi, em thích cái áo chị không, Duy Lê Giang không? Có, em rất thích. Rồi vậy thôi, chị giữ nguyên. Nói chung là thôi, chị rất vui là được em về đội chị. Vâng. Rồi xin mời bạn về đội của chị Lê Giang. Như vậy là cả hai đội trưởng của chúng ta đã tìm về được người chơi đầu tiên của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi thứ ba của ngày hôm nay để xem người ấy sẽ chọn về với đội của đội trưởng nào nhé. Xin mời. Chết nữa. Chết bài nữa. Em thích lắm nha. Wow. Nhiều lần ngập ngừng muốn nói tiếng yêu đương sao không thành công, sợ rằng đường về không còn xa để bên em anh đưa lối. Nhiều lần chẳng nhìn em thật lâu. Trời ơi. Nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Nàn đêm từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa. Bài này là ý nói mẹ đó. Đôi khi thấy em cười vui. Cái gì nói cũng được. Lòng anh sáng xuyên. Cái gì nói cũng được. Này hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Lòng đừng nói ra em, con tim trinh nguyên vương tình sao chán ngán. Giờ
anh xao xuyến, đàn ai hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra, để con tim trinh nguyên vương tình sao chân ngã. Giờ đủ vòng vai anh nhau, em hơn em dối, em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, để mai anh lên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ hình như bài hát này là dành cho chị Lê Giang như chị đúng phát biểu. Vậy phải dành cho chị không? Dạ không ạ. Trời ơi. Thì nói cho ừ gãi cho tao vui đi thằng này. Mình làm lại đi. Dạ đúng rồi. Đó đó, đó, đó. Lại vậy thôi. Dễ thương. Dễ thương. À. Bấm nào, chưa? Bạn chạy bấm chạy rồi. Trẻ. Bấm đó, rồi. Đó, bấm rồi đó, chị bấm em vậy chị á. Bạn giới thiệu về bản thân mình cho tất cả mọi người cùng biết nha bạn. Thì dạ vâng, lần đầu tiên thì cho phép em xin được chào hai chị MC. Hai chị MC. Chèo. Chèo quá. Xin phép. Bé này. Nhờ sẽ đánh nha. Trời ơi. Giờ chào qua tới hai chị đội trưởng. Nãy giờ em nói bằng cái tông giọng gọi là rất là mạnh mẽ như vậy mà cũng bị phát hiện được. Lần tiên thì cho phép xin được chào hai anh chị MC, chị Lê Giang, anh Đức, ban nhạc, đúng rồi, đúng các rồi, bạn cùng rồi. Chơi cùng tất cả các vị khán giả đang có mặt tại đây ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Dương Tấn Phát, năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên thiết kế cho một công ty in ấn ạ. Em thiết kế cái gì em? Thiết kế bên đồ họa chị. Em ơi, anh cũng cần thiết kế hình ảnh của anh cho thật xuất sắc á. Anh nói hình ảnh của anh là không cần thiết kế nữa, bởi vì nó thiết kế không được, nó chỉ có thay mới thôi. Và Phát ơi, không biết là cái dòng nhạc sở trường của bạn á là gì và bạn yêu thích ca sĩ nào? Dòng nhạc sở trường của em là bên nhạc trẻ. Ngoài ra thì em còn có thể hát được nhạc nước ngoài, nhạc tiếng Anh, nhạc tiếng Trung. Tiếng Anh, tiếng Trung luôn. Thử một câu nhạc tiếng Trung đi. Vậy thì em xin phép được trình bày một đoạn ngắn của một ca khúc Chúng ta không giống nhau. Chúng ta không mình giống bắt chước lời mèo kêu nha. Kêu cùng anh mèo 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 mèo. Ủa ta vui gì không? Ba đứa cưng làm gì vậy? Chị, bà này là hot trend thời gian vừa qua nè. Mình chuyện mình update cho chị Giang nè. Biết luôn á. Hai ba, anh hát câu đầu đi. Rồi. Ủa ta vui không? Mẹ. Để người ta hát đi. Tự nhiên suối tôi làm mấy cái chuyện mà giờ đó để khán giả nhìn vô đánh giá tôi. Tôi hát là một cái không ai theo. Nghe người ta hát nè. Đó. 我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样。 谁人会心里不同的事情，我们都希望来生还能痊愈。哎，哦，cái bài này với cái bài em với anh mới nói là hai bài khác nhau. Là coi như là bài này ý khác là hai người này ghi con hát là đúng cái bài của bạn này giới thiệu mà hai đứa này nó nghĩ khác. Tụi con hát bài khác. Hát bài gì? Đây nè, mình bắt chước lời mèo kêu nha. Cái cũng mà mèo mèo mèo. Mèo cũng kỳ quá, mèo cũng kỳ luôn. Bấm luôn, chọn bạn. Rồi để coi bạn chọn về đội của ai thì lúc đó tính sao. Phát chị đi chơi, chị bấm em trước á. Dù gì chị cũng lớn tuổi á. Tội nghiệp chị. Bây giờ hai người quán tu ti đi. Cái gì quán tu ti? Cái đó là thử thách. Rồi chơi chi tuệ quá, năng động quá. Chị lớn tuổi á. Đây là thử thách mà đòi hỏi cái sự
vận dụng về não bộ rất là nhiều. Phản xạ, phán đoán. Trò chơi vô cùng phức tạp. Đánh vào tâm lý đối thủ. Từ từ nè, để đọc suy nghĩ coi Lê Giang chuẩn bị ra gì nè. Em sao chứ lại tù xì chứ chọn chị chứ rồi. Chuẩn bị. 3 2 1 2 3 2 3 Nhưng mà khoan, hồi nãy bạn nói quả tu xì, nhưng mà ai thắng là bạn chọn về hay ai thua? Dạ ai thắng ạ. Ok, mời bạn đội trưởng về đội. Nói nghe nè, bây giờ hai đứa bây giờ khỏi bấm chuông, người hả? Khỏi bấm chuông rồi, kêu ra rằng cháu lên ngồi luôn cũng chị. Kêu ra cho lên ngồi đi, chị mệt mỏi lắm rồi. Chơi gì, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Chị ơi, hồi nãy con đừng có bấm. Người chơi cuối cùng em bật mí với chị là gọi là trùm của các trùm, trùm cuối luôn. Chị tin em Huy. Chị hết buồn liền. Chờ bây giờ xin mời người chơi thứ tư. Trời ơi, tất cả là ý trời, không cần phải chọn. Xin em đứng đây một lần lắng nghe dù vài giây. Con tim anh chưa từng cất lên lời yêu bấy lâu. Gọi thầm tên em nơi anh mua về, vì người vẫn quá xa xôi. Hay quá vậy. Xin em cho hay anh quá những giấc mơ kia, cho em chung lối anh đi. Một ngày nào hoa chiêu lá tranh quanh đầu cây, nơi anh mua về lâu nay. Một ngày nào đó rơi trong nơi em tìm về, đôi tay nhẹ nhàng vuốt về thế trường. Xin em đứng đây một lần lắng nghe dù vài giây. Con tim anh chưa từng cất lên lời yêu bấy lâu. Gọi thầm em trong nơi anh tìm về, vì người vẫn quá xa xôi. Xin em cho anh những giấc mơ kia, cho em chung lối anh đi. Một ngày nào hoa chiêng lá tranh vênh đầu cành, chút gió lùa nhẹ bông rơi. Một ngày nào đó rơi trong nơi em tìm về, đôi tay nhẹ nhàng vuốt về thế trường. Xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Tuấn Hiếu, là quán quân của chương trình Giọng ca bất bại 2018. Wow, hèn chi, hay quá. Đó, bây giờ là thời khắc đăng quang. Em ơi, em thấy hôm nay cái chị Lê Giang mặc áo đầm đẹp không? Đẹp ạ. Đó, thấy chưa? Thích áo rồi. Được. Đương nhiên, con chỉ biết đứng đó thôi. Nhưng mà bấm vẫn được. Ừ, tôi bấm chơi. Chị, biết bây giờ là rồi, lúc mà mình hãnh diện là chị. Đúng rồi, hãnh diện. Bây hay giờ quá. Nói thiệt với con á, nè, thời tới rồi. Hiếu ơi, hãy giới thiệu bản thân mình đi nào. Vâng, và lần đầu tiên em xin chào bốn anh chị cùng toàn thể các bạn đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Ồ, hay quá. Em tên là Tuấn Hiếu và hiện tại em đang đi hát tự do. Tuấn Hiếu bao nhiêu tuổi rồi? Vâng, năm nay em 23 tuổi ạ. Ba còn quá trẻ. Nhỏ quá. Hồi nãy Hiếu từ trong bước ra là chị Giang có nhớ. Tại vì chị Giang có coi Hiếu thi. Cho nên là thấy quen. Thiệt, dạ, chị nói thật lòng luôn mà. Nè, tại vì có nhiều khi á, rảnh rỗi phải coi, cho nên thấy Hiếu á. Dễ thương. Nhưng mà thôi, em về với chị là chắc chắn là em phải về với chị rồi. Chị cảm ơn em. Hiếu ơi. Chị ôm Hiếu một cái nè. Hay quá. Đó, thấy chưa? Trời ơi, bây giờ người ta mới hãnh diện nè.
Có ai nói gì đâu. Trời ơi, con hay giành giật với mẹ vậy mà con nói con thương mẹ. Đừng có mơ mẹ gả với Lộc cho con. Thì con đâu có mơ. Sam đừng lấy nó nha. Anh cũng đừng mơ em gả bé Sam cho anh. Đó. Nó là em gái nhà em đó. Anh có mơ đâu. Hai đội trưởng đã chiêu mộ về đầy đủ thành viên rồi. Và bây giờ đến bước tiếp theo. Đặt tên đội. Chẳng hạn nhớ nha tên... Đi lên nha, tên nào đi lên phong thủy Tiến. Tốt. Đội của mình à, mình nên lấy tên gì nha? Đội mạnh mẽ hả? Nè, ý của bạn Phát là đội trưởng của mình chưa đủ mạnh sao? Ừ, em nghĩ đội mình chưa đủ mạnh sao? Hả? Em mấy nói là mảnh manh kìa. Mảnh gì? Đội mảnh manh. Đội mảnh mai. Mình có đồng ý lấy đội tên đội mình là đội mảnh mai không? Ok, đội mảnh mai. Wow. Rất là mảnh mai. Đó. Chị Giang ơi. Chị Giang. Bây giờ là chị được quyền hội ý với đồng đội của mình xem mình sẽ đặt tên của đội mình là gì. Hay em muốn đặt tên gì? Nảy nở. Hả? Đội nảy nở. Đội nảy nở. Đội nảy nở. Tên. Sao mà nó đặt giống như đội trưởng vậy? Đội tiếng vang được không? Nè vừa có tiếng mà vang vang vang. Ok, tiếng vang ạ. Đó, tiếng vang. Tiếng vang. Sao cái đợt này là vang luôn đó. Vậy là bây giờ đội mảnh mai và đội tiếng vang của chúng ta đã hoàn thành xong thủ tục hết tất cả. Visa đã có. Vậy thì chúng ta đúng sẽ vậy. Đến phần gì anh nhỉ? Chúng ta cùng nhau đến vòng đầu tiên, đó là vòng tàng hình. Hạt nêm Neptune vị tươi như chợ sáng. Neptune điểm 10 cho chất lượng. Chào mừng quý vị khán giả đến với vòng thi đầu tiên, vòng tàng hình. Thưa hai đội chơi, luật chơi vòng chơi này rất là đơn giản như sau. Chúng ta sẽ có một đoạn nhạc được chia làm hai phần. Ở phần đầu tiên sẽ do ca sĩ hỗ trợ hát để cho hai đội hình dung ra được tiết tấu bài hát. Và ở đoạn nhạc thứ hai, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nữa, mà xuất hiện lên một dòng chữ hoặc hai dòng chữ in đậm và tô màu vàng. Đó là thử thách của chúng tôi. Các bạn được quyền quan sát 5 giây, ghi nhớ những chữ màu vàng đó. Và sau 5 giây, những dòng chữ này sẽ biến mất. Sẽ biến mất. Và 10 giây tiếp theo là hai đội trưởng của chúng ta sẽ giành quyền ưu tiên. Và nếu như mà đội trưởng của chúng ta giành quyền ưu tiên và trả lời đúng thì sẽ giành về cho mình 1 điểm. Còn nếu như mà giành quyền ưu tiên và trả lời sai thì số điểm sẽ thuộc về đội còn lại. Dĩ nhiên chúng ta chỉ có 3 bài hát mà thôi. Đội chơi nào nhiều điểm hơn sẽ nhận được giải thưởng của chúng tôi. Đó chính là 3 triệu đồng. Để xem đội trưởng nào sẽ giành quyền ưu tiên thi trước. Thì bây giờ hai đội trưởng của chúng ta sẽ cùng vượt qua một thử thách nho nhỏ đến từ người anh của tôi. Thử thách hoài. Như các bạn đã biết là anh em của chúng tôi có một cái chuyên môn, chuyên ngành về ngoại ngữ. Rất giỏi, hai anh em rất giỏi. Đã được làm gương mặt đại diện của cái cho rất nhiều trung tâm dạy kèm tiếng Anh. Đúng. Hay thì quá, không biết trung tâm nào nữa. Để né đi, biết mốt cho con được đi học. Now listen to me please. What? Yes. Yeah. What? What did it? Focus to my question. Are you ready? Okay. Are you ready? Andy. Andy là gì? Ready, em biết tắt. Yeah. Câu hỏi như sau. You are my brother. Huh? What? But I'm not your brother. Who I am? Who are you? Who are you? Who là mày đâu ạ? Đồng thời một ngôn ngữ khác cho gần với lại quốc gia chúng ta hơn. You are my brother. But I'm not your brother. Who am I? You are your brother. You are your brother. Brother là anh. You are your... Quan trọng mẹ có hiểu không? Để con nhường mẹ trả lời. Chứ con thấy tiếng Anh của mẹ là cái trình độ của con phải theo xa lắm. Nói chưa? Mẹ rất là nói tiếng Anh rất là hay. Ok. We talk a little. I am a little bit in English. Okay. I think you are la very Hai mẹ con ơi. I think what? You know English. Me nè, not English. Little bit. Okay. Là bỏ vô bịch. Little bit okay. Là biết chút đó, hiểu chưa? Okay. And you answer the question. Yeah. You first.
Dương Phước. Are you ready? Ok. Are you ready? Ok, you don't know. I don't know. Ok, but you understand? I understand you. You understand me? I know you. What? Ok. Ok, you. Thôi. You stand up. Nghe kỹ nè, câu hỏi rất là đúng dễ rồi. Luôn á. Mọi người lắng nghe lại một lần nữa đi, rất là đơn giản thật sự luôn. I don't need. Okay. I know I understand. You question. Let me answer your question. Yes, đó là. Okay. You are my brother. Yep. But I'm not your brother. Yep. Okay, because I'm a girl. Em cũng chỉ là con gái thôi. I'm a girl. And then? And? You are? Who are you? I'm your... I'm your sister. Yeah! Yeah! Okay! Wow! Okay, em biết là con gái rồi! Oh no! Anh chỉ trả lời câu hỏi thôi. Ủa, em tưởng là nói, nãy giờ nói cái gì vậy? You know a little bit. Little bit. Okay. Dạ, câu now, hỏi. Now. You now. Know understand. Now. Okay, bây giờ, okay, let me giải nghĩa cho you. Yes. Okay. Bạn là anh của tôi. Nhưng tôi không phải là anh của bạn. Hiểu không? Không phải là anh em của bạn. Bạn là anh, nãy là chị nghe chữ brother đó. Đúng là rồi, anh đó. Rồi, bạn là anh của tôi. À. Nè, nhớ nè. Bạn là anh của tôi. Nhưng tôi không phải là anh em của bạn, anh của bạn. Thì tôi là em gái hay chị gái của bạn? Tôi là dân. Con gái. À, dân. Con gái, girl. Dân, girl. Là trẻ. Oh, girl, gái già. À, không, chị. Ok, sister. Vậy như vậy là đội... I'm winner. Đội Mảnh Mai đã giành chiến thắng trong câu hỏi phụ này. Vậy là đội Mảnh Mai sẽ giành được quyền ưu tiên. Anh Đức sẽ được thi trước và anh có quyền là chọn một thành viên trong đội Tiếng Vang để thi đấu với mình. Coi nè, chọn là phải chọn cho tới nè. Thua đỡ nhục, chọn thành viên mạnh nhất luôn. Hiếu. Ây cha. Mời mẹ lên trên ngồi. Ok, chiến thuật cái bọn. Ok. Rồi, bây giờ đội trưởng anh Đức sẽ thi đấu với lại Tuấn Hiếu tại vòng 1 này. Bây giờ sẽ là đoạn nhạc của chúng tôi. Đoạn nhạc này sẽ do ca sĩ của chương trình thể hiện trước để các bạn hình dung bài hát. Xin mời. Trời, được không Tuấn Hiếu? Em biết bài này không? Đổi được không? No Jen. Người đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mờ. Hành ghế đã chiều công viên, ngày xưa đã hết rồi. Và đây là thử thách 5 giây. Hãy nhớ dùng những màu vàng ạ. Và xong. 10 giây bấm chuông bắt đầu. Xin mời anh Đức. Người đi ngoài phố, chiều bơ ngơ bơ vơ. Người đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu xưa, còn đâu. Tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, sẽ đau thương suốt cả một đời. Như
xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm ta từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra từ. Chúng tôi đã ghi nhận lời bài hát của anh Đức. Mặc dù nó hơi bị ồm ồm chút. Gì là vi ồm ồm ồm. Dạ bây giờ xin mời công sai. Dạ bây giờ xin mời Đức hãy đọc lại đáp án một lần nữa ạ. Đối với đứa dễ đầu tư suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước. Chúng tôi sẽ ghi nhận đáp án đọc này và kết hợp với đáp án hát để đưa ra kết quả cuối cùng. Xin mời hệ thống. Về phần này thì anh lợi thế hơn em rồi. Anh Đức đã ghi được 1 phần 3 chặng đường. Vẫn còn 2 bài hát nữa. Anh đã đi được 1 phần 3 quãng đường. Và bây giờ là bài hát thứ 2. Xin mời hệ thống. Trời ơi, dễ nữa. Xin mời ca sĩ chương trình và ban nhạc. Một nụ hồng tặng cho mắt này. Em thơ ngây bước đi trên con đường về. Một nụ hồng tặng cho mắt này. Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Thử thách bắt đầu. 5 giây. Dài nha. Trời ơi. Và bây giờ 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời Tuấn Hiếu. Nghe 4 cái là vô kìa. Mới có hôm nào em còn thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc nơi trường. Thế nhưng bây giờ em đã con lớn và đang yêu. Em lung tăng ngát ra trên con phố này. Rồi một người ở đây. Và đợi chờ bóng em đi qua. Có hôm nào em còn nơi đây. Nhảy dữ vậy. Nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình và anh ngồi nơi đây chờ bóng ai. Đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng qua đi qua, sóng có pha mà tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mộng mơ. Em xin tươi như bông như hoa cho ai kia ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ một ngày mong. Đem lại về thao thức bâng quơ. Trong cõi lòng ôm mối tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Xin mời Hiếu đọc lại đáp án ạ. Đêm một người ngồi đây ngóng chờ. Và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Chúng tôi ghi nhận. Và bây giờ, xin mời hệ thống. Vậy thì đáp án chính xác là gì? Để một người ngồi mãi thẫn thờ. Bạn đã tặng một điểm cho đội của anh Đức. Chúc mừng Đức. Em. Trời ơi. Như vậy là còn nói gì nữa? Chúng ta đã biết rõ phần thắng nghiêng về đội nào rồi. Nhưng mà vẫn còn một bài hát nữa. Chúng tôi coi như là thủ tục tặng cho nhau cho vui. Nào, bài hát thứ 3 xin mời hệ thống. Cô Thắm à. Hả?
sao xinh quá, trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào tung tăng nhảy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Thử thách, xin mời. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Đức. Eo không bấm. Buông chuông. Buông luôn. Mặt hoa da vẫn thêm mắng đá tình. Mày cong môi thắm nhung lắm quanh mình. Tay dù xoay chân dây tay. Nhìn cô ta thương như liễu bông hoành. Mà con cô bác ai nấy khen thầm. Ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm, trong dáng hoa gấm hoa đàn đài. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Trong bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân đất cô đi chờ xa. Thì ra cô thắm em mến hơn người, vì cô ăn ở theo thớ theo thời. Bao người thương, bao chàng mê, làng trên xóm dưới nô nước xa gần. Bà con cô bán ai nấy khen thầm, ước gì ta có dâu là nàng. Bây giờ đọc lại mới ghê nè. Lo tập trung câu sau, hát quên câu trước. Câu trước nãy bị á. Không, nhưng mà câu đó không có tính. Ok, trong dáng hoa, trong dáng hoa gấm hoa là trang đài. Đồng nào giờ tính nè. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Ghi nhận đáp án của anh Đức. Kết quả hệ thống xin mời. Như cảm ơn em đã nhường cho anh. Vòng đầu tiên, chiến thắng tuyệt đối nghiêng về đội Mạnh Mai. Cảm ơn quý. Và đội Mạnh Mai đã nhận về giải thưởng 3 triệu đồng cho mình. Ổn không mẹ? Thì coi như là chắc không ổn mà. Dòng sao mẹ gỡ lại được mà. Được không? Con nghĩ là được. Cố gắng, cố gắng. Tại vì mẹ cũng thuộc lời nhiều bài đó. Đâu có thuộc bài nào, đâu có thuộc bài nào. Đâu có thuộc bài nào. Ủa vậy hả? Vậy thôi. Và bây giờ xin mời chị Lê Giang vào vị trí ạ. Chào mừng hai đội chơi đến với vòng chơi thứ hai này với tên gọi là Phản Chiếu. Bây giờ là đến lượt đội của chị Lê Giang. Chị có quyền được chọn một trong hai thành viên của đội bạn để lên thách đấu cùng với mình. Chọn đi mẹ. Chọn ăn cho ai á? Chọn bây giờ hai em dễ thương quá. Thôi kệ, chọn bạn gái đi. Chọn bạn gái hả? Có lẽ chọn bạn trai là mẹ có lợi thế hơn. Tự nhiên chọn bạn gái. Ủa, tôi muốn chọn ai tôi chọn? Dạ. Người chơi và đội trưởng hãy nhớ luật chơi của vòng 2 là như sau. Chúng ta sẽ có luật chơi tương tự vòng đầu tiên, nhưng thử thách sẽ khác đi. Ở đoạn nhạc đầu tiên sẽ do ca sĩ của chương trình thể hiện. Và đoạn nhạc thứ hai cũng sẽ có một dòng hoặc là hai dòng chữ được in màu vàng, nhưng nó sẽ bị đảo ngược lại. Giống như chúng ta nhìn dòng chữ qua một tấm gương vậy. Hai người chơi phải nhớ thật kỹ dòng chữ đó và hát thật chính xác. Giải thưởng vòng này là 6 triệu đồng. Cố gắng. Và bây giờ bài hát đầu tiên xin mời hệ thống. Ồ rồi, thấy lo cho mẹ tôi quá. Ừ, không có thuộc, không biết gì luôn. Lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha. Em đâu có biết, lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mí mắt
là cuộc tình đầu tiên. Hay quá. Thử thách bắt đầu. Và thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Yuki-san. Khi em cất tiếng khóc chào đời trên môi, buồn vui như cơn gió thoáng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nương mát, còn cuộc đời buồn tênh. Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn. Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt giọt lệ buồn trên môi. Xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim, xôn xao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mi mắt làm mặt trời màn trời dịu em. Xin mời bạn đọc lại đáp án ạ. Cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tênh. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Bây giờ xin mời hệ thống. Chính xác. Ừ thì đúng rồi. Đó đó. Đúng rồi, đúng đó. Đó đó. Chị Lê Giang, mình đã hiểu luật chơi chưa chị? Hiểu rồi em, nhưng có cái là cái chữ ngược không có đọc được. Chết rồi. Vấn đề bài hát thì cũng không thuộc, mà chữ lại ngược. Nói chung là phải thua thôi. Vậy nếu thôi. Như mà mình chịu khó mình hát chậm chậm một chút xíu thì mình cũng sẽ nhìn ra cái chữ ngược đó đó chị Giang. Mình từ từ thôi. Bài hát thứ hai, xin mời hệ thống. Dạ. Ôi, bà đấy. Chị Giang. Chị Giang. Bài của chị. Trúng rồi đó. Trúng rồi, trúng tủ chị ơi. Nói chung là biết sơ sơ thôi à. Cũng không phải bài chị Huy. Không, không có bài nào của chị hết trơn. Không phải bài của chị luôn. Để chị ráng nhìn nha. Rồi. Xin mời ban nhạc. Đầy nhà có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ. Và thử thách của chương trình. Năm giây quan sát bắt đầu. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Bắt đầu. Không ai bấm luôn. Bấm đi mẹ, bấm đi mẹ. Bấm đi ạ. Xin mời chị Lê Giang. Bồng. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Oh yeah. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời biểu biết sao nó nào hóa số nặng lắm. Bởi vì hào hoa cũng là hào hoa vậy thôi. Yeah. Hào hoa là gì? Nếu không hào hoa là gì? Đào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, bông lu và duyên dáng, mắt môi đào tứ tán cô si mê. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng. Say quăng
tiền, khổ như người khổ cuộc đời người yêu hao hoa. Chị Lê đọc lại nha. Chị Lê Giang đọc lại đó. Đọc lại đi. Người mang tiếng đeo bông tình say tình bay mà tình bay bướm đâu bướm đâu bướm tình bay bướm lụy tình lụy phiền lụy phiền lụy phiền lụy phiền tình bay tại tôi chưa có trả lời xong mà nó cần tình tình bay bướm lụy phiền câu đi nguyên câu lòng sao mà đọc cái chi vậy tao đọc rồi cái câu này mà cái gì để coi khoan đợi xíu coi gì đó cái gì dạ người mang tính đèo bông tình bay bướm lụy phiền dạ cảm ơn chị Lê Giang ghi nhận đáp án của chị Lê Giang bây giờ xin mời hệ thống. Máy để kỳ vậy? Tình bay bướm, chị nói bay bướm mà. Mẹ tôi đúng rồi. Đúng cho rồi. Mẹ tôi đúng đi. Mấy người hào hoa mấy khi được tiếng thì chung. Người mang tiếng đeo bông, tình say quắm lụy phiền. Đúng không Tuấn? Đúng. Như vậy chị Lê Giang đã mang một điểm về cho Yuki-san. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đúng cho mẹ tôi đúng đi. Cái gì kỳ quá. Chị Giang ơi, mình còn một cơ hội nữa. Mình vẫn còn một cơ hội đúng. Nữa. Cố lên chị. Cố lên chị. Biết đâu là cái này chị sẽ giành chiến thắng thì sao? Trời ơi, tức quá. Xin mời bài hát tiếp theo. Và đây là thử thách của chương trình. Năm giây quan sát bắt đầu. Rồi con đón đi con. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời Yuki-san. Xin mời bà đọc bài đáp án. Xin mời Yuki-san. Có thương nhau như ngày xưa, trong vòng tay nói yêu ngàn lần. Chị Giang, chị đọc được không? Chị Giang, em nói chưa? Chị Giang, chị đọc lại thử chữ màu vàng thử chị Giang. Đọc dòng lại thử. Chị đọc lại thật chậm đi đọc chị thôi, Giang. Đọc thôi. Có thương nhau như ngày xưa, trong vòng tay tay lớn tay lòi lòi tay nói tay nó nói may ngàn lời nói yêu ngàn lời. Chúng tôi ghi nhận đáp án của Yuki-san. Vậy bây giờ xin mời hệ thống. Không chính xác. Chị Lê Giang, chị được một điểm rồi đó. Chúc mừng chị. Cảm ơn. Cuối cùng thì ta cũng có điểm thôi. Và kết thúc vòng 2 này, chiến thắng một lần nữa thuộc về đội Mạnh Mai với giải thưởng là 6 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Không sao chị Lê Giang, mình vẫn có một vòng nữa. Lần này sẽ là thành viên cuối cùng của đội chị thi đấu. Xin mời hai thành viên cuối cùng hai đội ạ. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Và đây là vòng thi đấu thứ 3 với tên gọi là Truy Tìm. Tại vòng chơi này vẫn sẽ có 3 bài hát. Vẫn sẽ có một đoạn nhạc đầu do ca sĩ của chương trình thể hiện. Và đoạn nhạc thứ 2 sẽ chứa đựng thử thách. Nhưng ở vòng 3 này thử thách sẽ rất khó. Chữ sẽ không biến mất, không đảo ngược lại, nhưng thứ tự
sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiệm vụ của những người chơi là phải sắp xếp hợp lý và hát được câu hát đó. Và các bạn nên nhớ là giải thưởng dành cho vòng 3 này vô cùng hấp dẫn, đó chính là 9 triệu đồng. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Chúng ta cùng đến với bài hát đầu tiên, xin mời hệ thống. Bài chị Giang. Bài tủ của tôi luôn. Bài gì đâu mà thiệt, có bấm lên là không có biết một cái bài gì luôn. Nè chị Giang, bây giờ mình nghe ca sĩ hỗ trợ hát là biết đâu chị nhớ ra được giai điệu liền. Bài này nhớ à, chị nhớ à. Mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngó tem bông sừng thấy hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai theo trên này tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay. Thử thách của chương trình 5 giây quan sát bắt đầu. Thời gian 10 giây nhấn chuông, bắt đầu. Xin mời đội Mảnh Mai ạ. À, ai là người thực hiện thử thách ạ? Ai hát ạ? À? Em sẽ là người hát bài này ạ. Xin mời. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhát tung tuế thành nên hòa ca. Vài ba đưa lên lắc lư theo, ấy lại thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa cạn xa, buồn thay la la la. Nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Nhiều ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, chúng ta lấy nhau chứ em ơi. Tình bao phó mặt nở duyên trời, nhưng thầm tâm anh trách nàng tại sao vội. Một người bước một người không đợi thì đành tìm ai ai ai. Giờ đã là vợ người ta, hay sống vui hơn ngày qua. Nhất cũng tắt thành đến rời ba, còn đông sông đây đứng lơ ngơ là tàn lễ cưới em theo người ta. Anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra, buồn hay la la la. Đây là bài vợ người ta chị Giang. Vợ người ta đó. Bài vợ người chưa? Ta biết không? Có. Biết mà. Thấy chưa? Biết bài vợ người ta. Rồi ai muốn làm gì làm. Không có biết gì nữa. Đưa có mấy cái bài này làm sao mà biết. Em nào biết, em nào có hay. Xin mời anh đọc lại đáp án ạ. À, vài ba đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Xin mời hệ thống. Chính xác. Chúc mừng đội Mạnh Mai. 1-0. Đội tiếng vang hình như là đúng là tiếng là để chỉ dành để vang thôi chứ không có hát. Tiếng là giống như đi lên vậy thôi rồi thôi tính làm gì làm. Không sao, vẫn có hai bài hát nữa. Bài hát thứ hai xin mời hệ thống. Trời ơi, sao nhạc Phan Minh Quỳnh không vậy? Ủa vậy bữa nay ai chọn nhạc vậy? Dạ bộ phận biên tập chị. Chị tức, chị nói không được luôn á. Nhưng mà hình như bộ phận biên tập không có thích chị lắm. Đúng vậy chọn đó. Chọn nhạc không liên quan đến chị Giang. Nếu không thích chị đừng mời chị chơi vòng này nha. Chị thấy rối lắm. Xin mời ban nhạc và ca sĩ hỗ trợ. Con tim vỡ tan, tiếng khóc oan than. Em như bước chân đi ngang qua sa mạc đầy cát, nơi em đã trao biết bao ngày dài, nơi em đã tin sẽ không đổi, chỉ có mỗi em bên em suốt cuộc đời. Thử thách
5 giây quan sát bắt đầu. Mười giây, thời gian nhấn chuông. Bắt đầu. Mẹ đâu có bấm đâu, giành giật chi. Không phải, tại vì cái gì đâu mà bấm. Con mê bài này lắm, con ôm cái chuông luôn rồi. Rồi đó. Vậy thì trong đội của mình ai là người thực hiện thử thách ạ? À? Nhường cho anh nha. Hôm nay anh ham hát quá, cảm ơn em. Xin mời Đức ạ. Giờ tìm ở đâu, một chỗ em thừa đâu. Nơi yêu dấu xanh màu từ nay. Mà em muốn bỏ lại sau nếu muốn sống vui. Người gạt đi những tháng năm thầm thì nhân duyên chẳng là gì mà phải nghĩ. Tôi vẫn thấy em giống như cây tầm, cứ xuôi trái tim theo buồn vui anh ta. Hôm nay chắc em như là rơi xuống đời. Vườn thầm mong manh trái tim vườn vỡ như mặt hồ. Đỡ đỡ tốt đỡ gần hết những người thờ, sau cứ thách em cho em thêm bơ vơ. Giờ tìm ở đâu một chỗ em tựa đầu, nơi yêu dấu xanh màu từ nay hoa nỗi đau. Mà em muốn bỏ lại sao nếu muốn sống vui. Người gạt đi những tháng năm thầm thì nhân duyên chẳng là gì mà phải nghĩ. Bài này tôi mê lắm. Ham hát lắm. Ham hát lắm. Phải đi quay mặt đi chỗ khác hát là được rồi. Tự nhiên cái bị phân tâm nhìn vô cái chữ cái. Đọc lại một lần xe cho khán giả trầm trồ nè. Quay mặt bây đi giờ đọc nè, nếu mà tôi đọc là tôi không cần nhìn chữ luôn á. Tự nhiên hồi nãy lúc hát cái bị mê nhìn vô chi vậy ta. Đọc lại xem. Mong manh, ước mơ vụn vỡ như mặt hồ, thân em xác xơ gần hết những hơi thở. Đúng rồi, em thấy ra nghĩa rồi đó. Tự nhiên một cái anh xin lỗi em, anh bị chìm đắm quá rồi anh lại. Bé nói không có gì mà mặt không vui. Sau khi mà Đức hát bài này rồi thì mẹ cũng chưa biết bài này luôn. Không biết cái bài này đâu luôn. Hệ thống sẽ chấm điểm. Và kết quả là mong manh trái tim vươn vỡ như mặt hồ. Đỡ đỡ tốt đỡ gần hết như người thờ, sau cứ thách em cho em thêm bơ vơ. Chúc mừng đội Tiếng Vang được một điểm. Mình cứ ăn ké vậy đi em. Mình không cần phải thi, hãy ai sai cái là mình được điểm. Nãy giờ toàn là ăn mai không còn. Ăn mai vậy đi chứ còn thi gì. Bữa nay là coi như là làm cho Đức, chọn bài cho Đức mà. Tức quá đi. Tức quá đi. Vậy là trải qua hai bài hát, bài hát quyết định điểm số cả hai đội bằng nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát quyết định. Bài hát thứ ba, xin mời hệ thống. Thấy tôi đọc lâu chưa? Vẫn chưa biết đó. Thiệt tình đó. Âm nhạc và ca sĩ hỗ trợ, xin mời. Người sẽ thấy chút vui, sẽ thấy đời sáng xuân người. Hát rằng trái tim này đang hồng, nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng. Thử thách. Thời gian 5 giây quan sát bắt đầu. Em biết không? 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Thôi để ăn mai đi đừng bấm. Nó tùm lum kìa, người buồn nắng tàn. Rồi. Xin mời đội Mảnh Mai ạ. Người sẽ thấy trên son
lại sẽ tung tăng. Đường về vui như mái say từ trong cơn mơ. Có khi đâu ngờ đang từng vườn thế kia, mây trắng đen che nghiền một gian ngầu. Rồi có khi đâu ngờ bước lên khu vườn thơm, nhìn ra màu lóng lánh hoa đơm bên vai người. Có lần người khóc trong tay người, vườn đắng cũng heo hòn, xuân cũng tàn hết bên đời. Đắng buồn hết nơi chẳng nói rồi. Rời xa nhé âm u lại để tiếng si, lại hôn lên yêu mãi trong ngực em lung linh. Tóc nâu môi trồng vượt qua những phố đông, còn phố sẽ đưa em về chốn hẹn. Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu, tình như lòng giấy mãi ngày thơ ta dần người. Nắng ngời hết nương nấu. Đọc lại ạ. Rồi đúng rồi. Đáp án của em là nắng ngời hết nơi nương nấu rồi. Nắng tan, nắng tan, thành sương, thành sương chết trong trái tim người buồn. Chúng tôi ghi nhận kết quả hệ thống là như vậy. Chiến thắng tại vòng 3 này đồng thời là chủ nhân của giải thưởng 9 triệu đồng thuộc về đội Tiến Vang. Yeah, trời ơi, vui quá em ơi. Thiệt, tên ấy ở đời ở phải gặp phải à. Giành giật cho cố đi cũng thua. Chị ơi, tới bây giờ mới vang được đó. Đó bây giờ mới là Tiến Vang nè. Tiến Vang ăn ké. Đó. Vậy đi. Và như vậy chúng ta vừa kết thúc vòng 3. Cả hai đội đều có những giải thưởng xứng đáng rồi. Và một thành viên của đội Tiến Vang vẫn chưa được thể hiện. Chưa được thể hiện luôn. Em ơi, những bài hát vừa rồi có xa lạ với em quá hay không? Em biết nhưng mà không thuộc lời đó. Biết không thuộc lời. Có bao giờ hát chưa em? Em giờ em hát đi. Thôi đừng hát, trừ điểm đó. Và bây giờ là vòng thi cuối cùng. Biến hóa khôn lường. Chào mừng các bạn khán giả đang đến với vòng 4 của chương trình sàn đấu ca từ có tên là Biến hóa khôn lường. Và thưa quý vị, tại vòng đấu này luật chơi sẽ rất khó. Vòng 4 này sẽ tổng hợp những thử thách của 3 vòng trước, vòng 1, vòng 2, vòng 3. Tất cả sẽ dồn vào duy nhất một bài hát. Và phần này sẽ là cả đội cùng thi. Xin mời hai bạn sẽ cùng tiến xuống đây, đến xuống đây nào. Xuống đây. Ok. Ở vòng 4 này sẽ có hai chủ đề tương ứng với hai bài hát. Và mỗi đội sẽ được quyền lựa chọn chủ đề cho mình. Dĩ nhiên trước khi được quyền lựa chọn, các bạn phải vượt qua được một trò chơi nhỏ nhỏ của chúng tôi để giành quyền ai sẽ là đội chọn trước. Giải thưởng vòng 4 12 triệu đồng. Và bây giờ hai đội hãy nghe câu hỏi để giành quyền lựa chọn đầu tiên. Nhấn chuông dành một trả lời nha. Câu hỏi như sau: có hai ly nước, một ly là bỏ một cây kim may, một ly bỏ một cây đũa. Sau khi bỏ vào thì mực nước ở hai ly bằng nhau. Hỏi trước khi bỏ, ly nào nhiều nước hơn? Nhấn chuông ạ. Xin mời. Xin mời đội mạnh mày. Ly cây kim may ạ. Cây kim may. Dạ cây kim may. Đáp án chốt chưa? Chốt ạ. Đáp án cây kim may, đáp án chính xác. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi hả? Bởi vì dĩ nhiên là cây đũa có trọng lượng lớn hơn kim may, khi bỏ vào nước, nước trong cây đũa sẽ dâng lên bằng nhau. Quá đơn giản. Ủa là đội kia vẫn đứng vậy thôi hả? Thì đã nói ăn may thì cứ đứng xuống. Vậy là đội mảnh mai đã giành được quyền ưu tiên để chọn lựa chủ đề. Chủ đề trong vòng này. Xin mời hai chủ đề của chương trình. Đội trưởng, chủ đề gì ạ? Chủ đề bên phải. Em có thể đọc được luôn nè. Em có thể đoán không? Có chữ đã nữa kìa. Được, em đoán em nghe. Em đoán nha. Em đoán nha, em nhìn em đoán ra thực là một thời đã xa.
Đúng rồi anh nói gì nữa anh Đức? Từ từ nha. Anh vẫn chưa hiểu. Đúng rồi. Thời gian chữ đã rõ ràng. Chia tay là xa nhau. Đó, một thời đã xa. Một thời đã xa. Và chủ đề cho đội còn lại. Đố mọi người biết đội Tiến Giang ơi đây chủ đề gì? Tàu. Từ để bên kia đoán trước, Tàu về quê hương. Chính xác. Trời ơi. Em chúc mình nghỉ Giang rồi. Không ngờ đến cuối chương trình thì chị cũng đã bắt đầu hiểu ra rồi. Trời ơi, giờ này mới hiểu. Nó cứ ăn mai miết kìa. Như vậy, chúng ta cùng nhau đến với bài hát. Đầu tiên sẽ từ đội Mảnh Mai trước. Hãy nhớ, luật chơi y như cũ là sẽ có một đoạn do ca sĩ của chúng tôi thể hiện. Và đoạn còn lại các bạn phải tự canh thời gian 5 giây đếm ngược và thực hiện thử thách liên tục, không dừng lại nha. Thử thách xuất hiện liên tục. Chuki-san sẽ là người hát. Bài hát Một Thời Đã Xa bắt đầu. Xin mời hệ thống. Đừng buồn anh hỡi, khi lỡ nói yêu em rồi. Bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau sẽ quên mau, chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Xin mời. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ, và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh nụ hôn ấy. Kìa chị xin em. Ô dễ quá. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng mai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến đáp án của đội Mảnh Mai. Chính xác cả 3 thử thách và nhận được 3 điểm. Chúc mừng. Yeah. Này chắc hết ăn mày. Chị Giang, đây là cái sở trường của chị mà. Tàu về quê hương. Bà tàu về quê hương nhưng mà chị không có bao giờ chị thuộc bài nào hết trơn. Ủa, chị... Có lời. Có lời nhưng lát nữa nó bị đảo ngược tùm lum. Chị hãy lắng nghe trái tim mình. Rồi. Cả ba khác bằng cả trái tim. Khác bằng cả trái tim. Đúng vậy. Khác bằng cả trái tim mà mặt ác nữa. Hát được không? Cưng hát được không? Rồi thôi để chị. Bài hát Tàu Về Quê Hương, xin mời.
Anh ơi Đô Thành ở đây em sống không quên, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Tiếp tục à. Anh đưa em đi, anh đưa em lại. Định đưa đi rồi đưa về đúng không chị? Định đưa về mà về lại cũng được, đi về lại. Cái bài hồi nãy một thời đã xa chị biết á. Ủa vậy hả chị? Phải chị đoán bài đó là chị hát được rồi. Thiệt tình uổng ghê. Như vậy đội Mảnh Mai mang về cho mình giải thưởng ở vòng 4 này là 12 triệu đồng. Xin mời cả hai đội ạ. Chị Lê Giang ơi, ngày hôm nay chị đến với chương trình Sàn Đấu Ca Từ, không biết là đến khi đến cuối chương trình rồi thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? Đến bây giờ thì Lê Giang cảm xúc rất là vui, là tại vì bữa nay là toàn ăn mai không à. Mà cái đội của Lê Giang là cái đội tiếng vang, nhưng mà cuối cùng không có tiếng vang gì cả, chỉ có một cái phần nhỏ là ăn mai. Hãy người ta đoán không đúng thì mình vớt đó, để lấy điểm từ đó thôi. Và rất giận, rất buồn khi mà đưa những bài hát Lê Giang không biết ha. Rồi nói chung là cũng thấy là thôi vui. Anh Đức thì sao ạ? Hôm nay anh quay lại với Sàn Đấu Ca Từ vẫn rất là vui, rất là háo hức. Tại vì chương trình này được hát nhiều mà mê hát quá, ham giành hát quá. Rồi cái giành rồi ca trật, rồi trong khi nhỏ kia không được hát nữa. Mình thấy mình làm anh mà không xứng đáng làm anh. Không sao anh, bây giờ anh có thể tặng lại tiền thưởng của mình cho đội bạn. Để mình bày tỏ cái sự... Rõ ràng. Không, anh vẫn là anh vẫn là anh nha em, ok. Dạ. Như vậy, trải qua 4 vòng đấu, chúng ta đã có giải thưởng trong tay rồi. Sam, đội của chị Lê Giang đã xuất sắc giành về cho mình giải thưởng là 9 triệu đồng. Yeah. Đội Mảnh Mai, công nhận họ rất mảnh mai. Giải thưởng cũng nhỏ nhắn xinh xắn, 21 triệu đồng. Vô nhận đi tụi em, đứng vô, hai đứa cầm đi. Trời ơi. À, vậy là anh quyết định là anh trao tặng số tiền cho hai bạn luôn. Không, anh hai bạn cầm thôi. À, dạ, à. Anh vẫn phải chia chứ. Anh phải nói đổi ý, tụi em ghi nhận nhiều cái à, vậy hả? Tấm lòng là của người chơi lắm. Và thưa quý vị, chương trình Sàn Đấu Ca Từ mùa 3 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điện Quân thực hiện được phát sóng vào khung giờ quen thuộc, đó chính là 20:25 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.
là em chơi chị Trâm, em quéo nãy giờ em đâu dám nói gì đâu. Nãy giờ cái miệng không hề nói bất cứ một lời nào luôn á. Chị Trâm, chị Trâm nói không luôn á chị Trâm. Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này. Sợ anh đi mất. Xem tập 6 sàn đấu ca từ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 24 tháng 5 năm 2019 trên kênh HTV7. We'll be right back.